Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt 2 tập 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong bài số 17, những cách chào độc đáo. Phần đầu tiên là phần đọc. Để thực hiện được các câu hỏi của phần đọc này thì các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 2 tập 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài đọc những cách chào độc đáo, trang 77. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc này. Sau đó dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới. Bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc những cách chào độc đáo. Trên thế giới có những cách chào phổ biến như bắt tay, vẫy tay và cúi chào. Ngoài ra, người ta còn có những cách chào nhau rất đặc biệt. Người Maori ở New Zealand chào bằng cách nhẹ nhàng chạm mũi và trán vào nhau. Người Ấn Độ thì chắp hai tay trước ngực kèm theo một cái cúi đầu. Nhiều người ở Mỹ thì chào bằng cách nắm bàn tay lại và đấm nhẹ vào nắm tay người kia. Còn người Zimbabwe lại chào theo cách truyền thống là vỗ tay. Mỗi cách chào thể hiện một nét riêng trong giao tiếp của người dân ở từng nước. Còn em chào bạn bằng cách nào? Bài đọc do Hoàng Anh tổng hợp. Như vậy cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung bài đọc những cách chào độc đáo. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần đọc như sau. Bài 1. Hãy đánh dấu vào ô trống dưới những cách chào phổ biến trên thế giới. Hình ảnh thứ nhất đó là hình ảnh chào bằng cách đó là nắm bàn tay lại và đấm nhẹ vào nắm tay người kia. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh hai người cúi chào nhau. Hình ảnh thứ ba là hình ảnh hai người ôm nhau để chào. Hình ảnh thứ tư là hai người bắt tay để chào. Và hình ảnh cuối cùng là hai người vẫy tay để chào. Với bài tập số 1 này thì các em sẽ thấy những cách chào phổ biến trên thế giới. Đó chính là ở hình ảnh thứ hai, hơi cúi nhẹ để chào nhau. Hình ảnh bắt tay để chào nhau và hình ảnh vẫy tay để chào nhau. Như vậy các em sẽ đánh dấu tích vào ô trống của hình ảnh số 2, số 4 và số 5. Bài 2, em hãy điền chữ đờ trước câu đúng, chữ sờ trước câu sai sao cho phù hợp với nội dung bài đọc. Ý thứ nhất, nhiều người Mỹ chào bằng cách đấm nhẹ vào nắm tay của nhau. Đây là một ý đúng so với nội dung bài đọc, các em sẽ ghi chữ đờ vào ô trống trước ý đúng này. Ý thứ hai, người Ấn Độ chào bằng cách vỗ tay. Đây là một ý sai so với nội dung bài đọc. Bởi vì theo nội dung bài đọc thì người Ấn Độ sẽ chào bằng cách là chắp hai tay trước ngực kèm theo một cái cúi đầu. Vậy các em sẽ viết chữ sờ vào ô trống trước ý sai ở ý thứ hai. Ý thứ ba, người Maori ở New Zealand chào bằng cách chạm nhẹ mũi và trán vào nhau. Đây là một ý đúng so với nội dung bài đọc, vậy các em sẽ viết chữ đờ vào ý đúng trước ý thứ ba. Và ý cuối cùng, người Zimbabwe chắp hai tay trước ngực kèm theo một cái cúi đầu. Đây là một ý sai so với nội dung bài đọc, bởi vì trong bài đọc nhắc đến đó là người Zimbabwe chào theo cách truyền thống là vỗ tay. Vậy các em sẽ viết chữ sờ vào ô trống trước ý thứ tư. Bài 3. Những cách chào riêng biệt đó thể hiện điều gì? Đáp án A. Sự sáng tạo trong cách chào của các nước. Đáp án B. Nét đặc sắc trong giao tiếp của mỗi đất nước. Đáp án C. Sở thích riêng của từng người. Và đáp án D. Nét chung trong giao tiếp của các đất nước. Với bài tập số 3 thì các em sẽ dựa vào câu văn trong bài đọc. Đó là câu: mỗi cách chào thể hiện một nét riêng trong giao tiếp của người dân ở từng nước. Như vậy thì ở trong bài tập số 3, các em sẽ chọn đáp án B, những cách chào riêng biệt thể hiện nét đặc sắc trong giao tiếp của mỗi đất nước. Bài 4. Theo em, cách chào truyền thống của người Việt Nam ta là gì? Với bài tập số 4 thì các em có thể chỉ ra cách chào truyền thống ở Việt Nam. Đó là với các bạn nhỏ, khi gặp người lớn sẽ cần phải khoanh tay và cúi chào. Vậy các em sẽ viết đáp án xuống dưới ô trống của bài 4. Theo em, cách chào truyền thống ở Việt Nam là khoanh tay và cúi chào. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần viết. Với bài tập phần viết thì các em sẽ viết vào trong vở bài tập các chữ viết hoa, đó là chữ A, theo các cỡ chữ khác nhau. Sau khi viết xong chữ A thì các em sẽ viết hai từ ngữ, đó là từ ánh sáng và từ áo len. Khi đã viết xong hai từ này thì các em sẽ viết một câu có chứa chữ A in hoa, đó là câu anh em như thể tay chân. Khi viết thì các em sẽ viết đúng điểm đặt bút mà cô đã đánh dấu. Và các em sẽ chú ý viết thật đắn nót, cẩn thận, sạch đẹp, đúng chính tả và đúng cỡ chữ các em nhé. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong bài số 17,
những cách chào độc đáo. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Tiếng Việt 2 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.